Hắn vừa đi vừa chửi, bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi, bắt đầu chửi trời, có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời, thế cũng chẳng sao, đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại, nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng ngủ, chắc nó trừ mình ra. Không ai lên tiếng cả. Tức thật, ồ thế này thì tức thật, tức chết đi được mất. Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp, thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này. A à ha, phải đấy hắn cứ thế mà chửi. Hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng trí phèo. Mà có trời biết, hắn không biết, cả làng vũ đại cũng không ai biết. Một anh đi thả ống lươn một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và sám ngắt trong cái váy đục để bên một lò gạch bỏ không. Anh ta rước lấy và đem cho một người đàn bà quá mù. Người đàn bà quá mù này bán hắn cho một bác phó cối không con và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm 20 tuổi, hắn làm canh điền cho ông Lý Kiến, bây giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như, có mấy lần bà ba nhà ông Lý, Trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông Lý gia đình thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà phải sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây hây, mà ông Lý thì hay đau lưng lắm. Người có bệnh đau lưng thì hay sợ vợ mà chúa đời là khỏe ghen. Có người bảo ông Lý ghen anh canh điền khỏe mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cần nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách, chẳng biết đâu mà lần, chỉ biết một hôm chỉ bị giải huyện rồi nghe đâu phải đi tù. Không biết tù mấy năm, nhưng hắn đi biệt tâm bảy, tám năm, rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về lần này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng sáng cá, cái đầu thì chọc lốc, cái răng cạo trắng hơn cái mặt thì đen mà rất cơm cơm hai mắt gườm gườm trông gớm chết hắn mặc quần áo nái đen với cái áo tây vàng cái ngực phanh đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm chùy cả hai cánh tay cũng thế trông gớm chết hắn về hôm trước hôm sau đã thấy ngồi ở chợ uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều rồi say khướt hắn xách một cái vỏ chai đến cổng nhà bá kiến gọi tận tên tục ra mà chửi cụ bá không có nhà, thấy điệu bộ hung hăng của hắn, bà cả đùn bà hai, bà hai thúc bà ba, bà ba gọi bà tư, nhưng kết cục chẳng bà nào dám ra nói với hắn một vài lời phải chăng, mắc cái phải cái thằng liều lĩnh quá, nó lại say rượu, tay nó lại lăm lăm cầm một cái vỏ chai, mà nhà lúc ấy toàn đàn bà cả. Thôi thì cứ đóng cái cổng cho thật chặt, rồi mặc thay cha nó, nó chửi thì tay liền miệng đấy, chửi thì lại nghe thành thử chỉ có ba con chó giữ với một thằng say rượu. Thật là ầm ĩ, hàng xóm phải một bữa điếc tai, nhưng có lẽ trong bụng thì họ hả, xưa nay họ mới chỉ được nghe bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ bá chửi người ta, bây giờ họ mới thấy người ta chửi lại cả nhà cụ bá. Mà chửi mới sướng miệng làm sao, mới ngoa ngắt làm sao, họ bảo nhau, phen này cha con thằng bá kiến đố còn dám vác mặt đi đâu nữa mồ mả tổ tiên đến lộn lên mắt, cũng có người hiền lành hơn bảo, phúc đời nhà nó, chắc ông Lý không có nhà. Ông Lý đây là ông Lý Cường, con giai cụ bá nổi tiếng là hách dịch, coi người như dơm rác. Phải ông Lý Cường thử có nhà xem nào, quả nhiên họ nói có sai đâu, đấy, vừa tiếng người sang sảng quát, mày muốn lôi thôi gì? Cái thằng không cha không mẹ này, mày muốn lôi thôi gì? Đã bảo mà, cái tiếng quát tháo kia là tiếng Lý Cường lý cường đã về lý cường đã về phải biết a ha một cái tát rất kêu ôi cái gì thế này tiếng đấm tiếng đá nhau bình bịch thôi cứ gọi là tan xương bỗng trang một cái thôi phải rồi hẳn đập cái chai vào cột cổng ồ hắn kêu hắn vừa chửi vừa kêu làng như bị người ta cắt họng ồ hắn kêu ối làng nước ơi cứu tôi với ối làng nước ơi, bố con thằng bá kiến nó đâm chết tôi thằng Lý Cường nó đâm chết tôi rồi, làng nước ôi. Và họ thấy chí phèo lăn lộn dưới đất, vừa kêu vừa lấy mảnh chai cào vào mặt. Máu ra loe loét, trông gớm quá, mấy con chó xông vào quanh hắn, rùa rất hăng. Lý Cường hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhạt, cười khinh bỉ. Hừ, ngỡ là gì, chẳng hóa ra nằm ăn vạ, thì ra hắn định đến đây nằm vạ, người ta tuôn đến xem, mấy cây ngõ tối xung quanh đồn ra biết bao nhiêu là người thật ồn hào như chở bà cả, bà hai, bà ba, bà tư nhà cụ bá cũng vững dạ vì có anh lý cũng sương xỉa ra chửi góp. thật ra các bà muốn xem chí phèo ra làm sao? không khéo nó có ý gieo vạ cho cụ ông phen này. nhưng kìa cụ ông đã về, cụ cất tiếng rất sang hỏi cái gì mà đông như thế này? chỗ này lại cụ, chỗ kia lại cụ, người ta kính cần giãn ra và chí phèo bỗng nằm dài không nhúc nhích rên khe khẽ như gần chết. Thoáng nhìn qua, đã hiểu cơ sự rồi. Làm lý trưởng rồi tránh tổng, bây giờ lại đến lượt con cụ làm lý trưởng. Những việc như thế này cụ không lạ gì. Cụ hãy quát mấy bà vợ đang sưng xìa trực tâm công với chồng. Các bà đi vào nhà, đàn bà chỉ lôi thôi, biết gì. Rồi quay lại bọn người làng, cụ dịu giọng hơn một chút cả các ông, các bà nữa, về đi thôi chứ. Có gì mà súng lại như thế này, không ai nói gì, người ta dần dần tản đi, vì nể cụ bá cũng có, nhưng vì nghĩ đến sự yên ổn của mình cũng có, người nhà quê vốn ghét lôi thôi. Ai dại gì đứng ý ra đấy, có làm sao họ chịu mình đi làm chứng. Sau còn trơ lại chí phèo và cha con cụ bá, bây giờ cụ mới lại gần hắn, khẽ lay và gọi, anh chí ơi, sao anh lại làm ra thế, chí phèo lim dim mắt. rên lên, tao chỉ liều chết với bố con nhà mày đấy thôi, nhưng tao mà chết thì có thằng sạt nghiệp mà còn rũ tủ chưa biết chừng. Cụ bá cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm, người ta bảo cụ hơn người cũng chỉ bởi cách cười. Cái anh này nói mới hay, ai làm gì mà anh phải chết, đời người chứ có phải con ngoé đâu, lại say rồi phải không, rồi đổi giọng, cụ thân mật hỏi, về bao giờ thế, sao không vào tôi chơi, đi vào nhà uống nước, thấy chí phèo không nhúc nhích, cụ tiếp luôn, nào đứng lên đi, cứ vào đây uống nước đã. Có cái gì ta nói chuyện tử tế với nhau, cần gì mà phải làm thanh động lên như thế, người ngoài biết, mang tiếng cả. Rồi vừa sốc trí phèo, cụ vừa phàn nàn, khổ quá, giá có tôi ở nhà thì đâu đến nỗi, ta nói chuyện với nhau, thế nào cũng xong, người lớn cả, chỉ một câu chuyện với nhau là đủ. Chỉ tại thằng Lý Cường nóng tính không biết nghĩ trước nghĩ sau. Ai, chứ anh với nó còn có họ kia đấy, trí phèo chẳng biết họ hàng ra làm sao nhưng cũng thấy lòng nguôi nguôi. Hắn cố làm ra vẻ nặng nề, ngồi lên, cụ bá biết rằng mình đã thắng, đưa mắt nháy con một cái, cụ quát lý cường đông tội mày đáng chết, không bảo người ta đun nước, mau lên, cụ dắt chí phèo đứng dậy, dục thêm vài tiếng nữa, và chí phèo chịu đi, hắn chỉ cố khập khiễng cây chân như bị què. Là vì lúc ấy trong người hắn rượu đã hơi nhạt rồi, không còn kêu gào chửi bới, hắn thấy hình như không còn hăng hái nữa sự ngọt ngào làm mềm nhũn và lại những người đứng xem về cả rồi, hắn thấy hình như trơ trọi. Cái sợ cô hiểu trong lòng thức dậy, cái sợ xa xôi thừa ngày xưa, hắn thấy quả là táo bạo. Không táo bạo mà dám gây sự với cha con bá kiến, bốn đời làm tổng lý. Và nghĩ thế, hắn thấy hắn cũng oai, hắn làm cái ông gì ở làng này, không vây cánh, không họ hàng thân thích, anh em không có, đến bố mẹ cũng không ở ờ, thế mà cũng dám độc lực chọi nhau với lý trường, tránh tổng, bá hộ tiên chỉ làng vũ đại, tránh hội đồng kỳ hào, huyện hào, bắc kỳ nhân dân đại biểu, khét tiếng đến cả trong hàng huyện. Thử hỏi đã có mặt nào trong cái làng hơn 2.000 xuất đinh này làm được thế? Kể làm rồi có chết cũng là cam tâm, vậy mà không, cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn, mời hắn vào nhà sôi nước. Thôi cũng hả, đã xử nhũn thì hắn vào, nhưng bỗng hắn lại hơi ngần ngại biết đâu cái lão cáo già này nó lại trả lừa hắn vào nhà rồi lôi thôi. Ồ mà thật có thể như thế lắm, này nó hãy lôi ngay mấy cái mâm cái nồi hay đồ vàng đồ bạc ra khoác vào cổ hắn, rồi cho vợ ra kêu làng lên, rồi cột cổ hắn vào, trần cho một trận om xương, rồi vu cho là ăn cướp thì sao? Cái thằng bá kiến này, già đời đục khuết, còn đớn cái nước gì mà chịu lép như chấu thế? Thôi dại gì mà vào miệng cọp, hắn cứ đứng đây này, cứ lăn ra đây này lại kêu toáng lên xem nào. Nhưng nghĩ ngợi một tí, hắn có lăn ra kêu nữa, liệu có còn ai ra? Và lại bây giờ rượu nhạt rồi, nếu lại phải rạch mặt mấy nhát nữa thì cũng đau. Thôi cứ vào, vào thì vào, cần quái gì, muốn đập đầu thì vào ngay nhà nó mà đập đầu còn hơn ở ngoài. Cùng lắm, nó có giờ quẻ, hắn cũng chỉ đến đi ở tù. Ở tù thì hắn coi là thường, thôi cứ vào, vào rồi, hắn mới biết những cái hắn sợ là hão cả. Bá kiến quả có ý muốn sàn xếp cùng hắn thật, không phải cụ đớn, chính thật cụ khôn dốc đời, thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân. Chí phèo không là anh hùng, nhưng nó là cái thằng liều lĩnh. Liều lĩnh thì ai thèm chấp, thế nào là mềm nắn rắn buông, cái nghề làm việc quan, nếu nhất nhất cái gì cũng đè đầu ấn cổ thì lại bán nhà đi cho sớm. Cụ vẫn bảo Lý Cường như thế đấy. Vũ Dũng như hắn mà làm lý trưởng là nhờ có cụ. Cụ mà chết đi rồi, chúng nó lại không cho ăn bùn. Tiếng vậy, làm tổng lý không phải việc dễ. Ở cái làng này, dân quá hai nghìn, xa phủ xa tỉnh, kể ăn thì cũng dễ ăn nhưng không phải hễ mà làm lý trưởng thì cứ việc ngồi mà khoét. Hồi năm nọ, một thầy địa lý qua đây có bảo đất làng này vào cây thế, quần ngư tranh thực, vì thế mà bọn đàn anh chỉ là một đàn cá tranh mồi. Mồi thì ngon đấy nhưng mà năm bè bảy mối, bè nào cũng muốn ăn, ngoài mặt tử tế với nhau, nhưng thật ra trong bụng lúc nào cũng muốn cho nhau lụn bại để cưỡi lên đầu lên cù. Ngày thằng chí phèo này đến đây sinh sự biết đâu lại không có thằng nào ấy đến. Nếu cụ không chịu nhịn, làm cho to chuyện có khi tốn tiền. Cây nghề quan bám thằng có tóc ai bám thằng chọc đâu. Bỏ tù nó thì dễ rồi, nhưng bỏ tù nó cũng có ngày nó được ra, liệu lúc ấy nó có để mình yên không chứ? cụ phải cái vụ thằng năm thọ mãi đến giờ vẫn chưa quên năm thọ vốn là một thằng đầu bò đầu bướng hồi ấy bá kiến mới ra làm lý trưởng nó hình như tình nhau với lão ra mặt lý kiến muốn chị nhưng chưa có dịp được ít lâu hắn can dự vào một vụ cướp bị bắt giam lý kiến ngấm ngầm vận động cho vào tù vẫn tưởng một người vai vế như năm thọ mà thất cơ lỡ vận đến nỗi tội tù làm gì còn dám vác mặt mo về làng lý kiến mừng thầm rằng đã nhổ được cây đinh trước mắt nào ngờ một buổi tối lý kiến đang ngồi một mình soạn giấy má thì năm thọ vác dao sộc vào nó đứng chặn lấy cửa và bảo nếu kêu lên một tiếng thì đâm chết liền thì ra nó vượt ngục và về đây nhờ ông lý một cái thẻ mang tên một người lương thiện và một trăm đồng bạc để trốn đi nó lại bảo nghe nó thì nó đi biệt mà không nghe thì nó đâm chết rồi muốn ra sao thì ra còn muốn sống với vợ con thì nghe nó lẽ tất nhiên là lý kiến nghe năm thọ đi phen ấy là mất tâm cũng không bao giờ về nữa thật nhưng thói đời che già măng mọc có bao giờ hết những thằng du côn năm thọ vừa đi lại có binh chức ở đâu lần về mà thằng này lúc nó còn ở nhà nào nó có ngạo ngược gì cho can người ta đã phải gọi hắn là cục đất ai bảo làm sao thì ư hữ làm vậy mới quát một tiếng thì đã đái cả gia quần thuế bổ một đồng thì đóng quá hai đến nỗi có con vợ hay hay mắt, bị người ta ghẹo cũng chỉ im im rồi về nhà hành vợ chứ chẳng dám ho he gì. Thế đấy, cái nghề đời hiền quá cũng hóa ngu, ở đâu chứ ở đất này đã ngu, đã nhịn thì chúng nó ấn cho đến không còn ngóc đầu lên được. Hắn làm thì làm cật lực mà quanh năm vẫn nghèo rớt mồng tơi, chỉ vì một miếng cũng không giữ được mà ăn, đứa nào nó vớ nó cũng xoay, mà đứa nào xoay thì cũng chịu. Sau cùng bực quá, hắn ra đi lính lại càng thêm tội không bực còn được vợ tuy rằng thỉnh thoảng có bị xây xớt ra ngoài nhưng vẫn là vợ mình bực thì hóa ra mất vợ bởi vì chị vợ ở nhà còn trẻ mới hai con cái mắt sắc như dao lại hồng hồng đôi má bỗng nhiên sinh ra vắng chồng của ngon chờ chờ ngay trước mắt ai mà chịu được nhà chị binh gần đường ông phó đi đánh bạc ban đêm về cũng tạt vào anh trương tuần đi tuần cũng tạt vào anh hàng xóm cũng mò sang thậm chí đến cái thằng hương điền đầu hai thứ tóc ra đời làm đầy tớ cho các ông lý trưởng cũng mon men vào gạ gẫm vợ binh chức đã nghiễm nhiên thành một con nhà thổ không phải trả tiền để bọn lý dịch trong làng chuyên đồi chính ngay lý kiến tuy hồi ấy đã có đến ba vợ cũng không nỡ bỏ hoài cái của không dưng được trời cho và không bỏ hoài ông còn được lợi mỗi lần chị binh đi lĩnh lương hay lĩnh măng đa của chồng phải mượn ông lý đi nhận thực không ông Lý nào vác của nhà đi ăn mà nhận thực cho người ta, điều ấy là cố nhiên. Nhưng với lý kiến thì không những cơm rượu tiền túi, còn phải cho mồi xe chung và còn ở lại tỉnh nữa. Thế là mấy đồng bạc lương đi đời, mấy đứa con của chị ngày mai chỉ được mấy cái kẹo đạn mút, hay hậu hĩnh ra thì được mấy cặp bánh dày giò ăn. Thành thử công lao anh minh, rốt lại chỉ cho chị Minh mỗi tháng một lần hưởng những cuộc vui với ông Lý nhà Chẳng hiểu anh ta cũng biết thế mà chán cảnh nhà hay sao mà mãn hạn ba năm cũng không thấy trở về. Rồi ít lâu sau, có chat về làng chóc nã và áp giải tên Trần Văn Trức. Lý Kiến khai tên ấy thuộc hạng dân lưu tán không về làng. Nhưng khai hôm trước thì hôm sau hắn về, Lý Kiến sai đầy tớ đem chát đến nhà đòi hắn. Hắn đến ngay, nhưng lại dẫn theo cả vợ và hai con. Không đợi ông Lý nói một câu, hắn rút con dao chọc tiết lợn ra nhăm nhăm cầm ở tay mà bảo rằng chẳng nói dấu gì ông tôi can án giết người nếu ông không thương mà bắt giải thì vợ con tôi chết đói thôi thì đằng nào chúng nó cũng chết tôi đâm chúng nó chết ở đây rồi ông bắt đi ở tù luôn thề mắt hắn đỏ ngầu lưỡi dao hắn hoa lên loang loáng chỉ trông cũng lạnh gáy hắn có thể giết người được lắm mà không chỉ giết có vợ và con thôi khi hắn có gan đâm chết vợ con thì hắn có kiêng gì cái cổ của người khác nữa Lý Kiên nghĩ ngợi một lúc rồi bảo cứ về rồi ông liệu. Ông liệu nghĩa là ông che đậy cái án của hắn cho không ai biết và mỗi lần có chát về nhắc, ông lại khai rằng, vẫn chưa có tên chức về. Thế là hắn nhiễm nhiên sống ở ngay chính giữa quê hương hắn. Và bây giờ người ta thấy vợ hắn rất chính chuyên mà lại trung thành, chỉ chăm chỉ làm ăn để nuôi hắn. Nhưng ông trưởng, ông phó tự nhiên nghĩ bụng rằng, người ta có chồng rồi mà còn chàng màng thì phải tội, ai cũng sinh ra tử tế cả chỉ trừ anh binh bởi vì trước bây giờ lại rất mực ngang ngược hắn ăn vườn đấy nhưng chẳng nộp thuế cho ai thuốc hắn thì hắn chửi cắm vườn hắn thì hắn chém sinh chuyện với hắn thì trinh lý trưởng làng có lỗi bởi vì cố ý ẩn lậu hắn là một tên can phạm ấy thế mà hắn cũng chưa vừa lòng đâu một hôm không hiểu nghĩ ngợi thế nào hắn vác dao đến bảo thẳng vào mặt lý kiến rằng hồi tôi còn tại ngũ tôi gửi về nhà có chăng không biết vợ tôi nó tiêu pha gì hay cho trai mà không còn một đồng nào cả tôi hỏi nó thì nó bảo ở nhà đàn bà con gái một mình không dám giữ tiền được đồng nào mang gửi ông lý cả tôi sợ nó bịa ra nên đã trói sẵn nó ở nhà bây giờ tôi đến thưa với ông tính toán xem được bao nhiêu cho đem về nuôi cháu thiếu một đồng thì tôi không để yên cho chúng nó lý kiến hiểu rằng chúng nó đây có thể gồm cả ông ông cười nhạt bảo rằng thế này này anh Binh ạ, à, chị ấy gửi tôi thì quả là không có. Hắn trợn mắt lên quá thế thì thằng nào ăn đi, Lý Kiến vội nói lấp ngay. Thế nhưng mà anh có thiếu tiền thì cứ bảo tôi một tiếng. Chị ấy chót tiêu đi rồi thì có giết cũng chẳng ra. Lôi thôi làm gì sinh tội, ông mở cháp ra quăng hắn 5 đồng bạc. Hắn cầm lấy, lại ông, tử tế, rồi sách giao ra về. Từ hôm ấy hắn thành tử tế với Lý Kiến, nhận là chỗ đầy tớ chân tay nhưng Lý Kiến thỉnh thoảng vẫn phải cho hắn tiền. Cho mãi đến năm ngoái đây, hắn chết, thì năm nay lại nảy ra trí phèo, một thằng hiền lành như đất tội nghiệp cho hắn. Có lần Lý Kiến thấy hắn vừa bóp đùi cho bà ba, vừa run run. Bỗng nhiên vùng dậy dở toàn những giọng uống máu người không tanh. Thì ra già néo đứt dây, cụ tiên chỉ làng vũ đại nhận ra rằng, đè nén con em đến nỗi nó không chịu được phải bỏ làng đi là dài. Mười thằng đã đi ra thì chín thằng trở về với cái vẻ hung đồ, cái tính ươm ngạnh học được từ phương xa. Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng, hãy ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông, nhưng rồi dắt nó lên để nó đền ơn. Hãy đập bàn đập ghế đòi cho được năm đồng, nhưng được rồi thì lại vất trả lại năm hào, vì thương anh túng quá. Và cũng phải tùy mặt nữa, những thằng có máu mặt, vợ đẹp, con đàn chính là những thằng dễ bóp, trái lại những thằng tư cố vô thân giết chúng thì dễ nhưng giết được chỉ còn có xương mà gây với chúng là mở một dịp tốt để cho các phe nghịch xoay lại mình làng nào cũng có nhiều cánh mỗi cánh kết bè kết đảng chung quanh một người cánh cụ bá kiến cánh ông đội tảo cánh ông tư đảm cánh ông Bát tùng bảng ấy cánh du lại với nhau để bóc lột con em nhưng ngấm ngầm chia rẽ nhè từng chỗ hở để mà trị nhau cụ lại nhận ra rằng ở cây đất nhà quê bọn dân hiền lành chỉ è cổ làm nuôi bọn hào lý nhưng chính bọn hào lý nhiều khi lại phải ngậm miệng cung cấp cho những thằng cùng hơn cả dân cùng liều lĩnh lúc nào cũng có thể cầm dao đâm người hay đâm mình nhưng cụ không phải là một người ưa than thở than thở chẳng ích gì cho ai cái bọn dân binh suốt đời bị đè nén sở dĩ bị đè nén suốt đời chỉ vì khi bị đè nén chúng chỉ biết than thở chứ không biết làm gì khác cụ bá kiến không cần than thở chị không lợi thì cụ dùng cụ nghĩ bụng cũng phải có những thằng đầu bò chứ. Không có những thằng đầu bò thì lấy ai mà trị những thằng đầu bò. Thế lực của cụ sở dĩ lấn át được những vây cánh khác. Một phần lớn cũng bởi cụ biết mềm biết cứng, biết thu dụng những thằng bạt mạng không sợ chết và không sợ đi tù. Những thằng ấy chính là những thằng được việc. Khi cần đến, chỉ cho nó dăm hào uống rượu, là có thể sai nó tác hại bất cứ anh nào không nghe mình. Gặp người bướng bỉnh, đành thép thì nó lừa đốt nhà hay cho mấy lát dao gặp người non mặt, thì nó quăng vào chai rượu lậu, hay gây sự rồi lăn ra kêu làng. Có chúng nó sinh chuyện thì mới có dịp mà ăn, nếu không thì giữa đám dân hiền lành và yên phận này, khéo lắm chỉ bóp nạn được vào vụ thuế. Thuế một năm có một lần nếu chỉ trông vào đấy thì bán cha đi cũng không đủ để bù vào chỗ ba, bốn nghìn bạc chạy trọt để tranh triện đồng. Vì thế, đêm hôm ấy, ở nhà bá kiến ra về, trí phẻo vô cùng hả hê bá kiến đã không vô vạ gì cho hắn, lại còn giết gà mua rượu cho hắn uống, xong lại đãi thêm đồng bạc để về uống thuốc. Đồng bạc, làm gì đến thế? Hắn loạn trọng vừa đi vừa cười, hắn chẳng cần đến ba xu. Lúc ngồi tủ hắn có học mót được mấy bài thuốc giấu, chỉ vài nắm lá, là mặt hắn lại đâu vào đấy ngay. Còn đồng bạc lại để đi uống rượu, hắn uống được có ba hôm, hôm thứ tư thì hắn trợn mắt lên, bảo con mẹ hàng rượu rằng hôm nay ông không có tiền, nhà mày bán chịu cho ông một chai tối ông mang tiền đến trả mụ bán hàng rượu hơi ngần ngừ thế là hắn rút bao diêm đánh cái xòe châm diêm lên mái nhà mụ mụ hoảng hốt kêu la om sòm vội dập tắt ngọn lửa vừa mới cháy rồi khóc khóc miếu miếu, mụ đưa chai rượu hắn hầm hầm chỉa vào mặt mụ bảo rằng cái giống nhà mày không ưa nhẹ ông mua chứ ông có xin nhà mày đâu mày tưởng ông quỵt hờ Mày thử hỏi cả làng xem ông có quỵt của đứa nào bao giờ không? Ông không thiếu tiền, ông còn gửi đằng cụ bá, chiều này ông đi lấy về ông trả. Mụ vừa kéo áo lên quẹt nước mũi, vừa bảo chúng cháu không dám chắc lép, nhưng quả là ít vốn. Hắn quát lên, ít vốn thì tối nay ông trả. Nhà mày đã chết ngay bây giờ hay sao? Rồi hắn xách chai ra về. Hắn về kèm miếu con ở bờ sông, vì vốn từ trước đến nay không có nhà. Lúc đi đường, hắn đã vặn được ở nhà nào đó bốn quả chuối xanh và bốc của cô hàng xén một rúm con muối trắng bây giờ hắn uống rượu với chuối xanh chấm muối trắng và thấy rằng cũng ngon hắn uống rượu với cái gì cũng ngon uống xong hắn chùi miệng rồi ngật ngà ngật ngưỡng đến nhà bá kiến gặp ai hắn cũng bảo hắn đến nhà cụ bá kiến đòi nợ đây mới trông thấy hắn vào đến sân bá kiến đã biết hắn đến sinh sự rồi cái mắt thì ngầu lên hai chân thì đi lảo đảo cái môi bầm lại mà run bần bật cũng may hắn không cầm vỏ chai bá kiến cũng dõng dạc hỏi anh chí đi đâu đấy hắn chào to Lại cụ ạ à? bẩm cụ con đến cửa cụ để kêu cụ một việc ạ à? giọng hắn lè nhè và tiếng đã gần như méo mó nhưng bộ điệu thì lại như hiền lành hắn vừa gãi đầu gãi tai vừa lải nhài bẩm cụ từ ngày cụ bắt đi ở tù con lại sinh ra thích đi ở tù bẩm có thế con có nói gian thì trời chu đất diệt bẩm quả là đi tù sướng quá đi ở tù còn có cơm để mà ăn bây giờ về làng về nước một thước đất cắm dùi không có chả làm gì nên ăn bẩm cụ con lại đến kêu cụ cụ lại cho con đi tù cụ bá quát bắt đầu bao giờ cụ cũng quát để thử dây thần kinh của người anh này lại say khớt rồi hắn xông lại gần đảo ngược mắt giơ tay lên nửa chừng bẩm không ạ à? bẩm thật là không say con đến xin cụ cho con đi tù mà nếu không được thì, thì, thưa cụ. Hắn móc đủ mọi túi, để tìm một cái gì, hắn dơ ra, đó là một con dao nhỏ, nhưng rất sắc. Hắn nghiến răng nói tiếp, vâng, bẩm cụ không được thì con phải đâm chết dăm ba thằng, rồi cụ bắt con giải huyền. Rồi hắn cúi xuống, tần mần gọt cạnh cái bàn lim. Cụ bá cười khanh khách, cụ vẫn tự phụ hơn đời cái cười tào tháo ấy cụ đứng lên vỗ vai hắn mà bảo rằng, anh bứa lắm, nhưng này, anh chí hạ, anh muốn đâm người cũng không khó gì. Đội tảo nó còn nợ tôi 50 đồng đấy, anh chịu khó đến đòi cho tôi, đòi được tự nhiên có vườn. Đội tảo là một tay vai vế trong làng, vây cánh ông ta mạnh, vẫn kình nhau với nhà cụ bá mà cụ bá thường phải chịu bởi hắn là cựu binh, lương hưu trí nhiều, quen thuộc nhiều, lại ăn nói giỏi. Hắn vay cụ bá 50 đồng đã từ lâu bây giờ đột nhiên trở mặt vỗ tuột lấy cớ rằng số tiền ấy tính vào món tiền trẻ lý cường ra làm lý trưởng chưa tả hắn cụ bá tức như chọc họng nhưng chưa biết làm thế nào bởi vì thằng binh chức đầy tớ chân tay của cụ khả dĩ đương đầu với hắn được chết năm ngoái rồi bây giờ cụ mới lại gặp được trí phèo có thể thay cho binh chức cụ thử nói khích xem sao nếu nó chỉ được đội tảo thì tốt lắm nếu nó bị đội tảo trị thì cụ cũng chẳng thiệt gì đằng nào cũng có lợi cho cụ cả chí phèo nhận ngay hắn tức khắc đến nhà đội tảo và cất tiếng chửi ngay từ đầu ngõ giá gặp phải hôm khác thì có án mạng lắm đội tảo cũng có thể đâm chém được chưa bao giờ chịu hàng trước cuộc giao tranh nhưng phúc đời cho hắn hay là cho chí phèo hôm ấy hắn ốm liệt giường không sao nhắc mình dậy được có lẽ hắn cũng không biết chí phèo chửi hắn vợ hắn thấy chí phèo thở ra mùi rượu và biết rõ đầu đuôi món nợ, lấy 50 đồng giấu chồng đưa cho người nhà đi theo chí phèo. Đàn bà vốn trộm hòa bình, họ muốn yên chuyện thì thôi, gai ngạnh làm gì cho sinh sự. Và lại, bà đội cũng nghĩ rằng, chồng mình đang ốm, chồng mình có nợ người ta hẳn hoi. Và năm chục đồng bạc đối với nhà mình là mấy, lôi thôi lại trả tốn đến ba lần năm chục đồng. Vì thế, chí phèo mới được vinh vinh ra về, hắn thấy hắn oai thêm bậc nữa hắn tự đắc, anh hùng làng này cóc có thằng nào bằng ta. Cụ bá thấy mình thắng bên địch mà không cần đến hội đồng làm biên bản xem chừng thích chí. Cụ đưa luôn cho anh đầy tớ chân tay mới luôn 5 đồng. Anh chí ạ, à, cả năm chục đồng này phần anh, nhưng nếu anh lấy cả thì chỉ ba hôm là tan hết. Vậy anh cầm lấy chỗ này uống rượu còn để tôi bán cho anh mảnh vườn, không có vườn đất thì làm ăn gì. Chí phèo, vặn dạ, ra về. Mấy hôm sau, cụ bá bảo Lý Cường cho hắn năm xào vườn ở bãi sông cắm thuế của một người làng hôm nọ. Chí phèo bỗng thành ra có nhà, hồi ấy hắn mới đâu 27 bảy hay 28, tám, bây giờ thì hắn đã thành người không tuổi rồi. 38 hay 39, 40 hay ngoài 40, cái mặt hắn không trẻ cũng không già, nó không còn phải là mặt người, nó là mặt của con vật lạ, nhìn mặt những con vật có bao giờ biết tuổi. Cái mặt hắn vàng vàng mà lại muốn sạm màu do nó vằn dọc vằn ngang, không thứ tự, biết bao nhiêu là xẻo. Vết những mảnh chai của bao nhiêu lần ăn vạ kêu làng, bao nhiêu lần, hắn nhớ làm sao nổi. Bao nhiêu việc ức hiếp, phá phách, đâm chém, mưu hại, người ta giao cho hắn làng. Những việc ấy chính là cuộc đời của hắn, cuộc đời mà hắn cũng chả biết đã dài bao nhiêu năm rồi. Bởi vì ngay đến cái thẻ có biên tuổi hắn cũng không có, trong sổ làng người ta vẫn khai hắn là dân lưu tán, lâu năm không về làng hắn nhớ mang máng rằng có lần hắn 20 tuổi, rồi hắn đi ở tù, rồi hình như hắn ham nhăm không biết có đúng không. Bởi từ đấy thì đối với hắn không còn ngày tháng nữa. Bởi vì từ đấy hắn bao giờ cũng say, nhưng cơn say của hắn tràn cơn này qua cơn khác, thành một cơn dài, mênh mông, hắn ăn trong lúc say, ngủ trong lúc say, thức dậy vẫn còn say, đập đầu rạch mặt chửi bới, dọa nạt trong lúc say, uống rượu trong lúc say, để rồi say nữa say vô tận chưa bao giờ hắn tỉnh và có lẽ hắn chưa bao giờ tỉnh táo để nhớ rằng có hắn ở đời có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là con quỷ dữ của làng vũ đại để tác quái cho bao nhiêu dân làng hắn biết đâu hắn đã phá bao nhiêu cơ nghiệp đập nát bao nhiêu cảnh yên vui đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người lương thiện hắn đâu biết vì hắn làm tất cả những việc ấy trong khi người hắn say Hắn say thì hắn làm bất cứ cái gì người ta sai hắn làm. Tất cả dân làng đều sợ hắn và tránh mặt hắn mỗi khi hắn qua. Vì thế cho nên hắn chửi hay là chẳng vì cái gì hắn cũng chửi, cứ rượu xong là hắn chửi. Hắn chửi như những người say rượu hát, giá hắn biết hát thì có lẽ hắn không cần chửi, khổ cho hắn và khổ cho người hắn lại không biết hát. Thì hắn chửi, cũng như chiều nay hắn chửi, hắn chửi trời và đời, hắn chửi cả làng Vũ Đại hắn chửi tất cả những đứa nào không chửi nhau với hắn nhưng cũng mặc ai mà hoài hơi tức mình hắn chửi đứa nào đẻ ra chính hắn lại càng không ai cần và hắn lây thế làm ức lắm bởi vì người ta không thể chửi nhau một mình chửi nhau một mình thì còn văn vẻ gì thế là chắc chắn đã có một cớ để tức tối một cớ rất chính đáng để hắn có thể hùng hổ đi báo thù phải hắn phải báo thù báo thù vào bất cứ ai hắn phải vào nhà nào mới được Bất cứ nhà nào, hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào hắn gặp để đập phá đốt nhà hay lăn ra kêu làng nước. Phải đấy, hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào hắn gặp. Á, à, đầu kia rồi mau mau, nhưng mà mặt trăng lên, mặt trăng rằm vành vành, và ánh trăng chảy trên đường trắng tinh. Ồ, cái gì đây, đen và meo mó trên đường trăng nhễ nhại. Nó sạch sạc về bên trái, thu gọn vào rồi lại dài loang ra, xé rách vài chỗ nó cứ quần quật dưới chân Chí Phèo. Chí Phèo đứng lại và nhìn nó và hắn bỗng nghiêm ngạc cười. Hắn cười ngặt nghẽo, cười rũ rượi, giá hắn cứ chửi lại còn dễ nghe. Cái vật sạch sạc trên đường chính là bóng hắn, thế là hắn cười, và hắn quên báo thù, hắn đi qua cây ngõ đầu tiên kia rồi. Bây giờ thì đến ngõ nhà tự lãng, một anh thầy cúng có một bộ dâu lờ phờ. Chí phèo bỗng nảy ra một ý tạt vào đây và đập cái bàn chầu văn của lão tự nửa mùa này ra. Bởi vì lão tự này vừa làm thầy cúng lại vừa làm nghề hoạn lợn. Cái đàn của lão lừng phừng nghe còn chối tai hơn là lợn kêu. Nhưng lúc vào thì lão tự lại đang uống rượu, lão uống rượu ngay ở sân, vừa uống vừa vuốt râu, vừa rung rung cái đầu. Chí phèo đứng lại nhìn, thấy lão cũng hay hay, hắn thấy tất cả những người uống rượu đều hay hay, rồi đột nhiên hắn khát, trời ơi sao mà khát khát đến cháy cổ họng không do dự hắn lại bên lão tử nhắc lấy chai rượu ngửa cổ dốc vào mồm tu lão tự duỗi cái cổ gà vặt lông ra trố mắt lên nhưng không nói gì lưỡi lão díu lại rồi còn nói làm sao được lão đã uống hết hai phần chai còn một phần thì chí phèo tu nốt hắn tu có một hơi rồi khà một cái chép cái miệng như còn thèm rồi hắn nắm lấy mấy cái dâu lờ phờ của lão tử, nâng soi lên trăng mà cười lão tự cũng cười, hai thằng say rượu ngả vào nhau mà cười, như một đôi chi kỳ cuồng. Rồi tự lãng vào nhà sách hai chai rượu nữa, lão còn đúng hai chai nữa, lão mời chi phèo uống nữa, uống thật say, không cần gì. Cứ việc uống, đừng có lo ngại gì đấy, vợ lão chết đến bảy tám năm nay rồi, con gái lão chửa hoang bỏ lão đi, lão chỉ có một mình, không còn vợ con nào mè nheo cả, lão muốn uống đến bao giờ thì uống. Cứ uống. Cứ uống, cứ uống đi ông bạn lặp đường từ cung trăng xuống ạ. À. Uống thật tợn, uống đến đái ra rượu thì mới thích. Nhịn uống để làm gì? Có giàu có sang, có làm nên ông cả bà lớn nữa. Chết cũng không ai gọi là cụ lớn mà. Lão sống có đến hơn 50 rồi mà chưa thấy một cụ lớn mà nào sống sót. Chỉ có cái mả, cái mả đất. Ai chết cũng thành cái mả, say xưa chết cũng thành cái mả, lo gì? Cứ say chưa bao giờ Chí phèo được thỏa thê đến thế. Hắn lấy làm lạ sao mãi đến hôm nay mới ngồi uống rượu với thằng cha tự này. trung uống với nhau rất là nhiều, và rất là nhiều, người ta tưởng như cả làng vũ đại phải nhịn uống để đủ rượu cho trung uống. Đến lúc hết cả hai chai thì tự lãng đã bỏ ra sân. Lão bỏ như cua và hỏi chí phèo rằng, người ta đứng lên bằng cái gì? Chí phèo vần ngửa lão ra, vuốt cái râu lờ phờ của lão mấy cái, rồi để mặc lão thế hắn lảo đảo ra về. Hắn vừa đi vừa phanh ngực ra mà gãi, hắn gãi ngực rồi gãi lên cổ, gãi mang tai và gãi lên cả đầu. Có lúc hắn phải đứng lại giữa đường mà gãi, gạch chân lên mà gãi, hắn bứt rứt quá, ngứa ngáy quá, và chợt nghĩ ngay đến cái bờ sông gần nhà. Bởi vì cái vườn của hắn ở gần một con sông con, nước lặng và trong, khắp bãi trồng toàn dâu, gió đưa đầy những thân mềm oạt ẻo, cuộn theo nhau thành làn. Duy có vườn nhà hắn trồng toàn chuối, ở một góc vườn có túp lều con. Những đêm trăng như đêm nay, cái vườn phẳng ngổn ngang những bóng chuối đen như những cây áo nhuộm vắt tung trên bãi. Và những tàu chuối nằm ngửa, ưỡn cong cong lên hứng lấy trăng xanh rời rợi như là ướt nước, thỉnh thoảng bị gió lay lại dẫy lên đành đạch như là hứng tình. Chí phèo vừa tò mò nhìn những tàu lá chuối vừa đi xuống vườn. Nhưng hắn không vào cái túp lều úp súp mà ra thẳng bờ sông hắn định sẽ nhảy xuống tắm cho khỏi ngứa ngáy rồi lăn ngay ra vườn mà ngủ. Tội gì chui vào lều, bước đến không còn thở được. Một thằng như hắn, đập đầu không chết, huống hồ là gió sương. Đến bờ sông hắn dừng lại, vì hình như có người. Có người thật, và hắn ngây ra nhìn, hắn nhìn giữa hai lọ nước và tựa lưng vào gốc chuối, một người đàn bà ngồi tênh hanh. Chính là người đàn bà, hắn biết vậy là nhờ mái tóc dài buông xóa xuống vai trần và ngực hai tay trần của mụ buông xuôi, cái mồm của mụ há hốc lên trăng mà ngủ, hay là chết. Đôi chân thì duỗi thẳng ra trước mặt, cái váy đen sộc sạch. Bên kia, có lẽ vì mụ dẫy cái yếm sẹo sọ để chật ra cái sườn nây nây. Tất cả những cái ấy phơi ra trăng, rời rượi những trăng làm trắng những cái đó có lẽ ban ngày không trắng, trăng làm đẹp lên. Chí phèo tự nhiên thấy ứ đầy miệng bao nhiêu là nước rãi, mà cổ thì lại khô, hắn nuốt ừng ực, hắn thấy cái gì rộn rạo ran khắp người. Bỗng nhiên hắn run run, ồ tại sao như thế được, đáng nhẽ chính người đàn bà khốn nạn kia phải run mới phải. Cái người đàn bà dại dột đã nằm ảnh ịch mà ngủ ngay gần nhà hắn này. Nhưng người đàn bà ấy lại chính là thị nở, một người ngẩn ngơ như những người đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hơn. Cái mặt của thị đích thực là một sự mỉa mai của hóa công, nó ngắn đến nỗi người ta có thể tưởng bề ngang lớn hơn bề dài, thế mà hai má nó lại hóp vào mới thật là tai hại. Nếu má nó phinh phính thì mặt thị lại còn được hao hao như mặt lợn, là thứ mặt vốn nhiều hơn người ta tưởng. Trên cổ người, cái mũi thì vừa ngắn, vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành, bành bạnh muốn chen lẫn nhau với những cái môi cũng cố to cho không thua cái mũi, có lẽ vì cố quá cho nên chúng nứt nở như dạn da. Đã thế thị lại ăn trầu thuốc, hai môi giày được bồi cho giày thêm cũng may quyết trầu sánh lại che được cái màu thịt trâu sáng ngoách đã thế những cái răng rất to lại chìa ra ý hẳn chúng nghĩ sự cân đối chữa được một vài phần cho sự sống đã thế thị lại dở hơi đó là một ân huệ đặc biệt của thượng đế trí công nếu sáng suốt thì người đàn bà ấy sẽ khổ sở ngay từ khi mua cái gương thứ nhất và thị lại nghèo nếu trái lại ít nhất đã có một đàn ông khổ sở và thị lại là dòng giống của một nhà có mà hồi cái này khiến không một chàng trai nào phải phân vân. Người ta tránh thị như tránh một con vật rất tờm, ngoài 30 tuổi, thị vẫn chưa có chồng. Ở cái làng vũ đại này người ta kết bạn từ khi lên 8, và có khi có con từ lúc 15, không ai đợi đến năm 20 đẻ đứa con thứ nhất. Cứ nhìn tình hình ấy thì ta nói quách, thị nở không có chồng, mà thị cũng không còn ai thân thích, trừ một người cô đã có thể gọi được là già, và đã không chồng như thị số trời định thế, để không ai phải chờ trọi trên đời này. Người cô làm thuê cho người đàn bà buôn chuối và chầu không xếp tàu đi Hải Phòng, có khi đi tận hòn gai, cầm phà. Còn thị sống bằng những nghề lặt vặt ở làng, hai cô cháu sống trong một cái nhà tre cách vườn của chí phèo bởi một con đê, hắn ở ngoài bãi, hai người ở trong sóng Có lẽ chính vì thế mà thị nở không sợ cái thằng mà cả làng sợ. Gần gũi lâu cũng sinh quen, mà quen thì ít khi còn sợ những người trông coi vườn bách thú thường bảo rằng hồ báo hiền y như mèo và lại có lý nào để thị sợ hắn đâu người ta không ai sợ kẻ khác phạm đến cây xấu cây nghèo cái ngẩn ngơ của mình mà thị lại chỉ có ba cây ấy một phần nữa cũng bởi chí phèo ít khi ở nhà mà ở nhà thì hắn lại hiền lành ai có thể ác trong khi ngủ hắn chỉ về nhà để ngủ ngày nào thị nở cũng phải qua vườn nhà hắn hai ba lần là vì qua vườn nhà hắn có một lối nhỏ đi ra sông, trước kia, cả xóm vẫn dùng cây ngọ ấy để ra sông tắm giặt hay kín nước. Nhưng từ khi hắn đến người ta thôi dần, tìm một lối khác đi xa hơn. Trừ thị nở, thì đã bảo thị là người dở hơi, thị không thích làm như kẻ khác. Quá tin ở người, quá tin ở mình liều lĩnh, bướng bỉnh hay có lẽ chỉ không chịu rời thói quen. Nhưng hãy biết thị cứ đi ngõ ấy và vẫn chẳng làm sao cả. Thế rồi quen đi, có lần trong lúc chí phèo ngủ, thị vào cả nhà hắn để dọi nhờ lửa nữa. Có lần thị xin của hắn một ít rượu về để bóp chân, hắn mải ngủ cầu nhau bảo thị rằng, ở xó nhà ấy, muốn rót bao nhiêu thì rót, để yên cho hắn ngủ. Và lắm lúc thị ngạc nhiên, sao người ta gây hắn thế? Chiều hôm ấy thị nở cũng ra sông kín nước như mọi chiều. Nhưng chiều hôm ấy, trăng lại sáng hơn mọi chiều, trăng tỏa trên sông và sông gợn biết bao nhiêu gợn vàng những vàng ấy rung rinh mới trông thì đẹp, nhưng trông lâu mỏi mắt. Gió lại mát như quạt hồng, thị nở thấy muốn ngáp mà mí mắt thì nặng dần, toàn díp lại. Thị vốn có một tật không sao chữa được, có lúc đột nhiên muốn ngủ, bất cứ ở đâu hay đang làm gì. Bà cô thị bảo thị là một người vô tâm, ngáp một cái, thị nghĩ bụng, khoan hãy kín nước, hãy để lọ xuống ngồi nghỉ đây. Bởi vì thị đã luật quật đập đất từ trưa tới giờ mà mấy khi được một nơi mát thế, mát rợn da rợn thịt, sung sướng quá. Mát y như quạt hồng, thị cởi áo ra ngồi tựa vào gốc chuối, dáng ngồi không kín đáo, nhưng không bao giờ thị biết thế nào là lả lơi. Con người vô tâm, không hay nghĩ xa xôi mà, và lại ở đây chẳng có ai, chí phèo đã về đâu, mà hắn có về thì cũng say khướt đã ngủ từ nửa đường và tới nhà tức khắc chuối đầu vào ngủ nốt. Hắn ra làm gì đây, cho có ra nữa thì đã sao? thị không thể sợ hắn có thể phạm đến thị bởi lẽ rất giản dị là thị chưa thấy ai phạm đến thị bao giờ thật ra thì thị cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế trong óc thị đã có một bóng đen lan rồi thị không ngồi thì không chịu được ngồi một lúc thị thấy rằng nếu cứ ngồi mãi thì ngủ mất nhưng thị đã ngủ đến hai phần rồi và thị nghĩ thì ngủ ngủ thì đã làm dưng lâu về nhà thì cũng chỉ ngủ ngủ ngay đây cũng vậy bà cô đi theo hàng ít ra cũng dăm hôm mới về. Thị cứ ngồi đây cho mát, và thị ngủ, thị ngủ ngon lành và say sưa, chí phèo vẫn say say nhìn và run run. Bỗng nhiên hắn rón rén lại gần thị nở, lần đầu tiên hắn rón rén, từ khi về làng. Thoạt tiên, hắn xách cái lọ để ra xa, rồi hắn lặng lặng ngồi xuống bên sườn thị. Và thị nở giật mình, thị nở mới kịp giật mình thì thằng đàn ông đã bám víu lấy thị. Thị vùng vẫy đẩy ra thị mở mắt, thị tỉnh hẳn, thị nhận ra trí phèo. Thị vừa thở, vừa hật nhau với hắn vừa hồn hển ô hay. Buông ra, tôi kêu, tôi kêu làng, buông ra, tôi kêu làng lên bây giờ. Thằng đàn ông phi cười, sao thị lại kêu làng nhỉ? Hắn vẫn tưởng chỉ có hắn mới kêu làng thôi. Người ta lại kêu tranh của hắn, bỗng nhiên hắn la lên kêu làng. Hắn kêu như một kẻ bị đâm, vừa kêu vừa dàn người đàn bà xuống thị nở chố mắt ngây ra nhìn, thị nở kinh ngạc, sao hắn lại kêu làng nhỉ, mà hắn vẫn chưa chịu thôi kêu làng, cũng may người quanh đây không có ai lạ gì tiếng hắn, mà khi hắn kêu làng thì không ai cần động dạng, họ lạo bạo chửi rồi lại ngủ, hắn kêu làng cũng như người khác buồn, hát ngao. Đáp lại hắn chỉ có lũ chó cắn sao lên trong sóng, thị nở bỗng nhiên bật cười, thị nở vừa rủa vừa đập tay lên lưng hắn, nhưng đó là cái đập yêu, bởi vì đập xong cái tay ấy lại dối lưng hắn xuống. Và chúng cười với nhau, bây giờ thì chúng ngủ bên nhau, đứa bé bú no thì ngủ, người ta ngủ say sau khi làm việc yêu, chúng ngủ như chưa bao giờ được ngủ, trăng vẫn thức, vẫn trong trèo, trăng rắc bụi trên sông, và sông ngượn biết bao nhiêu vàng. Nhưng đến gần sáng, bỗng nhiên trí phèo chống một tay xuống đất, ngồi lên một nửa. Hắn thấy nôn nao, chân tay bùn rùn, như đến hai ba ngày nhịn đói thế mà bụng lại phinh phính đầy, hình như bụng hơi đau. Còn hình như gì nữa, thôi đúng đau bụng rồi, đau thật, đau mỗi lúc một giữa, nó cứ cuồn cuộn lên, à mà trời lành lạnh, hễ có gió thì kinh kinh, mỗi lần gió, hắn dương dướn người, hắn muốn đứng lên, sao đầu nặng quá mà chân thì bẩy dày, mắt hắn hoa lên, bụng quặn lại, đau gò người, hắn khỏe, hắn vậy ba bốn cái, khỏe mãi, giá mở ra được thì dễ chịu hắn cho một ngón tay vào móc họng, hắn vẹ ra một cái to hơn, ruột hình như lộn lên. Nhưng cũng chỉ nhổ ra toàn nước rãi, hắn nghỉ một tí rồi lại cho tay vào mồm, lần này thì mửa được, trời ơi, mửa thốc mửa tháo, mửa ông ộc, mửa đến cả ruột. Đến nỗi người đàn bà phải dậy, thị ngồi nhỏm dậy và ngơ ngác nhìn. Cái óc nặng nề ấy phải lâu mới nhớ ra và lâu mới hiểu. Bây giờ thì chí phèo đã mửa xong. Hắn mệt quá lại vật người ra đất. Hắn đờ hai con mắt khẽ rên, hắn chỉ còn đủ sức để rên khe khẽ. Từ đống ngửa bay lại một mùi gì thoảng như mùi rượu, hắn bỗng nhiên dùng mình. Thị nở lại, đặt một tay lên ngực hắn, thị suy nghĩ đến bây giờ mới xong, thị hỏi hắn, vừa thổ hả, mắt hắn đảo lên nhìn thị, nhìn một thoáng rồi lại đờ ra ngay. Đi vào nhà nhé, hắn làm như gật đầu, nhưng cái đầu không động đẩy, chỉ có cái mí mắt là nhích thôi thì đứng lên, nhưng hắn đứng lên làm sao được. Thị quảng tay vào nách hắn, đỡ cho hắn gượng ngồi. Rồi thị kêu hắn đứng lên, hắn đu vào cổ thị, hai người lảo đảo đi về liều. Không có giường, chỉ có một cái trống che. Thị để hắn nằm lên và đi nhặt nhạnh tất cả những manh chiếu rách đắp lên cho hắn. Hắn hết rên, hình như hắn ngủ, thị cũng lim dim trực ngủ. Nhưng trong nhà nhiều muỗi quá, muỗi nhắc cho thị cái áo quên ngoài vườn thị ra vườn đôi lọ nhắc cho thị việc đi kín nước thị mải mốt mặc áo kín nước rồi xách đôi lọ nước đi về nhà trăng chưa lặn không chừng trời còn khuya thị lên giường định ngủ nhưng nhớ lại việc lạ lùng tối qua thị cười thị thấy không buồn ngủ và thị cứ lăn ra lăn vào khi trí phèo mở mắt thì trời đã sáng lâu mặt trời chắc đã cao và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ cứ nghe chim díu rít bên ngoài là đủ biết nhưng trong cái lều ẩm thấp vẫn chỉ hơi tờ mờ. Ở đây người ta thấy chiều lúc xế trưa và gặp đêm thì bên ngoài trời vẫn sáng. Chưa bao giờ trí phèo nhận thấy thế bởi chưa bao giờ hết say. Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh, hắn bâng khuâng như tỉnh dậy, hắn thấy miệng đắng, lòng mơ hồ buồn. Người thì buồn rùn, chân tay không buồn nhấc, hay là đói rượu, hắn hơi dùng mình. Ruột gan lại nôn nao lên một tí, hắn sợ rượu cũng như những người ốm sợ cơm tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá, có tiếng cửu nói của những người đi chợ, anh thuyền trài gõ mái chèo đuổi cá, những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có, nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy, chào ôi là buồn, vải hôm nay bán mấy, kém ba xu gì à, thế thì còn ăn thua gì, thật thế đấy, nhưng chẳng lẽ rằng lại chơi, chí phèo đoán một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán vải ở Nam Định về. Hắn nôn nao buồn, là vì mầu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi. Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ. Chồng quốc mướn cầy thuê, vợ dệt vải, chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua răm ba xào ruộng làng, tỉnh dậy hắn thấy già mà vẫn còn cô độc, buồn thay cho đời, có lý nào như thế được. Hắn đã già rồi hay sao? Ngoài 40 tuổi đầu, dẫu sao, đó không phải tuổi mà người ta mới bắt đầu sửa soạn hắn đã tới cây dốc bên kia của đời ở những người như hắn chịu đựng biết bao nhiêu là chất độc đầy đọa cực nhọc mà chưa bao giờ ốm một trận ốm có thể gọi là dấu hiệu báo rằng cơ thể đã hư hỏng nhiều nó là một cơn mưa gió cuối thu cho biết trời gió rét nay mùa đông đã đến chí phèo hình như đã trông thấy trước tuổi già của hắn đói rét và ốm đau và cô độc cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau cũng may thị nở vào nếu thị không vào cứ để hắn vẩn vơ mãi, thì đến khóc được mất. Thị vào cắp một cái rổ, trong có một nồi gì đậy vung. Đó là một nồi cháo hành còn nóng nguyên, là vì lúc còn đêm, thị trần chọc một lát, thị bỗng nhiên nghĩ rằng, cái thằng liều lĩnh ấy kể ra thì đáng thương. Còn gì đáng thương bằng đau ốm mà nằm còng queo một mình. Giá thử đêm qua không có thị thì hắn chết, thị kiêu ngạo vì đã kêu sống một người, thị thấy như yêu hắn đó là một cái lòng yêu của một người làm ơn nhưng cũng có cả lòng yêu của một người chịu ơn một người như thị nở càng không thể quên được cho nên thị nghĩ mình bỏ hắn lúc này thì cũng bảo dẫu sao cũng đã ăn nằm với nhau ăn nằm với nhau như vợ chồng tiếng vợ chồng thấy ngường ngượng mà thinh thích đó vẫn là điều mong muốn âm thầm của con người khốn nạn ấy chăng hay sự khoái lạc của xác thịt đã làm nổi dậy những tính tình mà thị chưa bao giờ biết chỉ biết rằng thị muốn gặp trí phèo gặp hắn mà nhắc lại chuyện đêm qua thì chắc buồn cười lắm gớm sao lại có thứ người đâu mà lì quá thế người ta ngồi đấy mà dám sán lăn ngay vào nó chả ngang ngược mà người ta kêu bé nó lại làm to hơn mà kể thì cũng ngủ ngờ cái thằng trời đánh không chết ấy nó còn sợ ai mà hòng kêu nhưng mà đáng kiếp thổ trận ấy thật là phải biết cứ gọi là hôm nay nhọc đư phải cho hắn ăn tí gì mới được đang ốm thế thì chỉ ăn cháo hành, ra được mồ hôi thì là nhẹ nhõm người ngay đó mà. Thế là vừa sáng thì đã chạy đi tìm gạo, hành thì nhà thị may lại còn, thị nấu bỏ vào cái rổ, mang ra cho chí phèo. Thằng này rất ngạc nhiên, hết ngạc nhiên thì hắn thấy mắt mình hình như ươn ướt. Bởi vì lần này là lần thứ nhất hắn được một người đàn bà cho. Xưa nay, nào hắn có thấy ai tự nhiên cho cái gì? Hắn vẫn phải dọa nạt hay giật cước hắn phải làm cho người ta sợ. Hắn nhìn bát cháo bốc khói mà bâng khuâng, thị nở thì chỉ nhìn trộm hắn, rồi lại tâu toét cười. Trông thị thế mà có duyên, tình yêu làm cho có duyên, hắn thấy vừa vui lại vừa buồn, và một cái gì nữa, giống như là ăn năn, cũng có thể như thế lắm, người ta hay ăn năn hối hận về tội ác khi không đủ sức để ác nữa. Thị nở dục hắn ăn nóng, hắn cầm lấy bát cháo đưa lên mồm trời ơi cháo mới thơm làm sao chỉ khói sông và mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm hắn húp một húp và nhận ra rằng những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo rất ngon nhưng sao lại mãi đến bây giờ hắn mới nếm vị mùi cháo hắn tự hỏi rồi lại tự trả lời vì có ai nấu cho ăn đâu mà còn ai nấu cho mà ăn nữa đời hắn chưa bao giờ được săn sóc bởi một tay đàn bà hắn nhớ đến bà ta cái con quỷ cái hay bắt hắn bóp chân mà lại kêu bóp lên trên. Trên nữa, nó chỉ nghĩ đến sao cho thỏa nó chứ có yêu hắn đâu. Hồi ấy hắn 20, 20 tuổi, người ta không là đá, nhưng cũng không toàn là xác thịt. Người ta không thích cái gì người ta khinh, và lại bị một con đàn bà gọi đến nhà mà bóp chân. Hắn thấy nhục hơn là thích, huống hồi lại sợ. Quả thật, từ khi biết rằng con vợ chủ sai hắn là một việc không chính đáng, hắn vừa làm vừa run không làm thì không được, mọi việc trong nhà, quyền đàn bà. Chứ hắn, hắn có lòng nào đâu, đến nỗi người đàn bà phát cáu, bà thấy xa xôi không được, phải làm đến nơi. Bà bảo hắn rằng, mày thực tha quá, con trai gì 20 tuổi mà đã như ông già, hắn vẫn giả vờ không hiểu. Bà lẳng lơ bảo, chả nhẽ tao gọi mày vào chỉ để bóp chân thế này thôi ư, và thấy hắn dùng rằng, bà mắng sơi sơi vào mặt. Hắn chỉ thấy nhục chứ yêu đương gì. Không, hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả vì thế mà bát cháo hành của thị nở làm hắn suy nghĩ nhiều hắn có thể tìm bạn được sao lại chỉ gây kẻ thù bát cháo húp xong rồi thị nở đỡ lấy bát cháo và múc thêm bát nữa hắn thấy mình vã bao nhiêu mồ hôi mồ hôi chảy ra trên đầu trên mặt những giọt to như giọt nước hắn đưa tay áo quệt ngang một cái quệt mũi cười rồi lại ăn hắn càng ăn mồ hôi lại càng nhiều thị nở nhìn hắn lắc đầu thương hại hắn thấy lòng thành trẻ con hắn muốn làm nũng với thị như với mẹ ôi sao mà hắn hiền ai dám bảo đó là thằng chí phèo vẫn đập đầu rạch mặt mà đâm chém người đó là cái bản tính của hắn ngày thường bị lấp đi hay trận ốm thay đổi hẳn về sinh lý cũng thay đổi cả tâm lý nữa những người yếu đuối vẫn hay hiền lành muốn ác phải là kẻ mạnh hắn đâu còn mạnh nữa và có lúc hắn ngẫm mình mà lo xưa nay hắn chỉ sống bằng giật cướp và dọa nạt nếu không còn sức mà giật cướp dọa nạt nữa thì sao đã đành hắn chỉ mạnh vì liều nhưng hắn mơ hồ thấy rằng sẽ có một lúc mà người ta không thể liều lĩnh được nữa bấy giờ mới nguy trời ơi hắn thèm lương thiện hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao thị nở sẽ mở đường cho hắn thị có thể sống yên ổn với hắn thì sao người khác lại không thể được họ sẽ nhận lại hắn vào cái xã hội bằng phẳng thân thiện của những người lương thiện hắn băn khoăn nhìn thị nở như thăm dò thị vẫn im lặng cười tin cẩn hắn thấy tự nhiên nhẹ người hắn bảo thị giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ thị không đáp nhưng cái mũi đỏ của thị như càng bệnh ra hắn thấy thế cũng không có gì là xấu bằng một cái giọng nói và một vẻ mặt rất phong tình theo ý hắn hắn bảo thị hay mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui thị lườm hắn, một người thật xấu khi yêu cũng lường. Hắn thích trí khanh khách cười, lúc tỉnh táo, hắn cười nghe thật hiền. Thị nở lấy làm bằng lòng lắm, bấy giờ mấy bát cháo ý chừng đã ngấm. Hắn thấy lòng rất vui, hắn bẹo thị nở một cái làm thị nảy hẳn người lên. Và hắn cười, hắn lại bảo, đằng ấy còn nhớ gì hôm qua không? Thị phát khẽ hắn một cái, làm vẻ không ưa đùa. Sao mà e lệ thế? xấu mà e lệ thì cũng đáng yêu. Hắn cười ngất, và muốn làm thị thẹn thùng hơn nữa, hắn véo thị một cái thật đau vào đùi. Lần này thì không những thị nảy người, thị kêu lên choe choé, thị nắm cổ hắn mà rúi xuống. Chúng tỏ tình với nhau, không cần đến những cái hôn. Ai là hôn, khi có những cái môi nứt nẻ như bờ ruộng vào kỳ đại hạn và cái mặt rạch ngang dọc như mặt thớt. Và lại, có những cách âu yếm bình dân hơn, chúng câu véo hoặc phát nhau thiết thực biết mấy. Chúng sẽ làm thành một cặp rất xứng đôi. Chúng cũng nhận thấy thế, và nhất định là lấy nhau. Như thế năm ngày chẵn, thì ở nhà hắn cả ngày lẫn đêm, trừ những lúc đi kiếm tiền. Hắn không còn kinh rượu nhưng cố uống cho thật ít, để cho khỏi tốn tiền, nhưng nhất là để tỉnh táo để yêu nhau. Đàn bà không men như rượu nhưng cũng làm người say, và hắn say thị lắm, nhưng thị lại là người dở hơi. Đến hôm thứ sáu thì thị bỗng nhớ rằng thị có một người cô ở đời. Người cô ấy nội ngày nay sẽ về. Thị nghĩ bụng, hãy đừng yêu để hỏi cô thị đã. Thấy thị hỏi, bà già kia bật cười. Bà tưởng cháu bà nói đùa, nhưng chợt nhớ rằng cháu bà vốn dở hơi. Bà bỗng trở nên hoảng hốt. Bà nhục cho ông cha nhà bà. Cũng có lẽ bà tuổi thân bà. Bà nghĩ đến cái đời rằng giặc của bà, không có chồng. Bà thấy chua xót lắm. Bà uất tức uất ức với ai không biết, nhưng rồi đổ cái uất ức ngay lên cháu bà. Người đàn bà Đức Hạnh ấy thấy cháu bà sao mà đĩ thế? Thật đốn mạt, ngoài 30 tuổi, mà chưa chót đời. Ngoài 30, ai lại còn đi lấy chồng? Ai đời lại còn đi lấy chồng? Ừ, mà cô lấy thì lấy ai chứ? Đàn ông chết hết cả rồi sao? Mà lại đâm đầu đi lấy một thằng không cha? Ai lại đi lấy thằng chỉ có một nghề là đi rạch mặt ra ăn vạ? Trời ơi! Nhục nhã ơi là nhục nhã, hỡi ông cha nhà bà, bà gào lên như con mẹ dại, bà xìa sói vào mặt cái con cháu 30 tuổi mà chưa chót đời. Bà bảo phát nó, đã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn, ai lại đi lấy thằng chí phèo. Thị nghe thấy thế mà lộn ruột, nhưng thị biết cãi bà làm sao, con người ấy có quyền nói thế, bởi con người ấy 50 tuổi rồi còn ai lấy chồng. Thị biết cãi làm sao, mà không cãi được thì giận dữ nổi lên đùng đùng thị tức lắm, thị tức lắm, thị cần đổ cái tức ấy lên một người. Thị lon ton chạy sang nhà nhân ngãi, thị thấy hắn đang uống rượu, và vừa uống vừa lầm bầm chửi thị về nhà lâu. Hắn không quen đợi, bởi phải đợi, hắn lại lôi rượu mà uống cho đỡ buồn. Uống vào thì phải chửi, quen mồm rồi, nhưng thị làm gì mà hắn chửi, mà hắn có quyền gì chửi thị. Ồ, thị điên lên mắt, thị dẫm chân xuống đất, rồi lại nhảy cẫng lên như thượng đồng hắn thú vị quá, lắc lư cái đầu cười, lại còn cười, nó nhạo thị, trời ơi, thị điên lên mất, trời ơi là trời, thị chống hai tay vào háng, vinh vinh cái mặt, và tớn cái môi vĩ đại lên, chút vào mặt hắn tất cả những lời bà cô. Hắn nghĩ ngợi một tí rồi hình như hiểu, hắn bỗng nhiên ngẩn người, thoáng một cái, hắn lại như hít hít thấy cái hơi cháo hành. Hắn cứ ngồi ngẩn mặt không nói gì, thị chút giận xong rồi cái mũi đỏ dị xuống rồi lại bệnh ra. Thị hả hê lắm lắm, thị ngoay ngoáy cái mông đít ra về, hắn sừng sốt đứng lên gọi lại, ai mà thèm lại, còn muốn lôi thôi cái gì. Hắn đuổi theo thị, nắm lấy tay thị, thị gạt ra, lại dúi thêm cho một cái. Hắn lăn khèo xuống sân, đã lăn ra thì hắn phải kêu, bao giờ trả thế. Hắn nhặt một hòn gạch toan đập đầu, nhưng hình như hắn chưa thật say, vì hắn nghĩ đập đầu ở đây chỉ thiệt đập đầu ở đây để mà ăn vạ ai hắn phải tự đến cái nhà con đĩ nở kia đến để đâm chết cả nhà nó đâm chết cái con khọm già nhà nó nếu không đâm được lúc ấy hãy đập đầu kêu làng muốn đập đầu phải uống thật say không có rượu lấy gì làm cho máu nó chảy phải uống thêm chai nữa và hắn uống nhưng tức quá càng uống càng tỉnh ra tỉnh ra chao ơi buồn hơi rượu không sặc sụa hắn cứ thoang thoảng thấy hơi cháo hành. Hắn ôm mặt khóc dưng dứt, rồi lại uống, hắn ra đi với một con dao ở thắt lưng. Hắn làm nhảm, tao phải đâm chết nó, nhưng hắn lại cứ thẳng đường mà đi. Cái gì đã làm hắn quên rẽ vào nhà thị nở? Những thằng điên và những thằng say rượu không bao giờ làm những cái mà lúc ra đi chúng định làm. Hắn rút dao ra xông vào, bá kiến ngồi nhòm dậy, chí phèo đã văng dao tới rồi. Bá kiến chỉ kịp kêu một tiếng, Chí phèo vừa chém túi bụi vừa kêu làng thật to. Hắn kêu làng, không bao giờ người ta vội đến. Bởi thế khi người ta đến thì hắn cũng đang dẫy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược, mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói, nhưng không ra tiếng. Ở cổ hắn, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra, cả làng vũ đại nhau lên. Họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm, không thiếu kẻ mừng ra mặt, có người nói xa xôi. Trời có mắt đấy, anh em ạ. À. Người khác thì nói toạc ra, thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc. Rõ thật bọn chúng nó giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác đâu. Mừng nhất là bọn hào lý ở trong làng, họ tuôn đến hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn Lý Cương bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích. Đội tàu, không cần kín đáo, nói toang toang ngay ngoài chợ. Trước mặt bao người, thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta cho ăn bùn ai chả hiểu, người ta, đó là chính ông. Bọn đàn em thì bàn nhỏ, thằng mọt già ấy chết, anh mình nên ăn mừng. Những người biết điều thì hay ngờ vực, họ chép miệng nói, che già măng mọc, thằng ấy chết, còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu. Bà cô thị nở chỉ vào tận mặt cháu mà đay nghiến, phúc đời nhà mày, con nhé, chả ôm lấy ông chí phèo, thị cười và nói làng, hôm qua làm biên bản, Lý Cường nghe đâu tốn gần một trăm thiệt người lại tốn của, nhưng thị lại nghĩ thầm, sao có lúc nó hiền như đất, và nhớ lại những lúc ăn nằm với hắn, thị nhìn trộm bà cô, rồi nhìn nhanh xuống bụng, nói giải, nếu mình chừa, bây giờ hắn chết rồi, thì làm ăn thế nào? Đột nhiên thị thấy thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng người qua lại. Nam Cao, tháng 2 năm 1941, lời kết qua tác phẩm Chí Phèo đã góp phần thể hiện Nam Cao có một cái nhìn sâu sắc. Tấm lòng cảm thương con người tha thiết, chân thành với những khổ đau và khát vọng, nhất là người nông dân thấp cổ bé họng. Tác phẩm Chí Phèo đã tố cáo mạnh mẽ xã hội thực dân phong kiến đầy tàn bạo đã áp bức, bóc lột con người đến đường cùng và phải tìm đến cái chết để giải thoát. Đồng thời, tác phẩm còn trân trọng, phát hiện và khẳng định bản chất tốt đẹp của con người ngay cả khi bị tha hóa. Nam Cao, tháng 2 năm 1941. Lời kết qua tác phẩm chí phèo đã góp phần thể hiện nam cao có một cái nhìn sâu sắc tấm lòng cảm thương con người tha thiết chân thành với những khổ đau và khát vọng nhất là người nông dân thấp cổ bé họng tác phẩm chí phèo đã tố cáo mạnh mẽ xã hội thực dân phong kiến đầy tàn bạo đã áp bức bóc lột con người đến đường cùng và phải tìm đến cái chết để giải thoát đồng thời tác phẩm còn trân trọng phát hiện và khẳng định bản chất tốt đẹp của con người ngay cả khi bị tha hóa chân thành cảm ơn độc giả thân mến đã dành thời gian quý báu để lắng nghe câu chuyện ngắn của chúng tôi trên kênh youtube sự ủng hộ và sự quan tâm của các bạn là nguồn động viên lớn là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các bạn chúng tôi rất vui mừng khi biết rằng câu chuyện đã chạm đến trái tim của các bạn và tạo nên những cảm xúc đặc biệt việc chia sẻ và kết nối qua câu chuyện là một hành động ý nghĩa và chúng tôi cảm ơn bạn đã là một phần quan trọng của cộng đồng này những ý kiến đóng góp và phản hồi từ phía các bạn là động lực quan trọng để chúng tôi không ngừng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa một lần nữa xin chân thành cảm ơn độc giả đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục gặp lại các bạn trong những câu chuyện sắp tới cảm ơn và chúc các bạn một ngày tuyệt vời